Hôm nay vợ chồng A Phủ lên rừng hái măng, mà măng này là măng của nhà trồng được thôi chứ không phải là măng rừng. Mét. Đường đi phải cắt ngang rừng mọi người ạ. À nhầm nhầm. Chưa đến rừng thì kêu ruộng rồi. À, giờ thì ra đến bờ suối rồi. Ngày xưa thì khi còn nhỏ hay gọi là sông, vì ngày xưa ở đây nước sông lớn lắm, sâu, có nơi phải sâu đến 3 4 mét. Vào mùa hè như thế này, cứ được nghỉ hè là hay được đi chăn trâu cho bố mẹ, thì cứ đến trưa nắng là dắt trâu ra cho đầm nước, còn mấy anh em thì cứ thi nhau bơi bơi lặn ngục, thì nó còn cởi truồng không quần áo, còn đuổi quần áo là cứ vắt trên mấy cái cây thôi, đưa nhau xuống bơi. Mùa này thì cũng có nấm mối nhiều rồi, đặc biệt ở những cái dọc bờ suối thế này thì hay kiếm trong cái bụi bớp bớp, bụi lùm cây là hay lên. Tuy nhiên thì có lẽ bây giờ cũng ít đi rồi, để tí này đi kiếm xem có không. Các Biết bạn quả này quả chi không? quả này mà chấm sụp thì ăn rất là ngon này, quả này cũng ăn được này, Gọi là quả chi? quả này mẹ không biết tên lâu lắm rồi, Rồi. mình không biết tên các bạn ạ, Ừ, cái đi lâu giờ mới thấy thôi. mình Hiếm không đó. biết tên nhưng mà ăn được, chỉ Có biết là có. ăn được thôi, Luộc ra vẫn ăn mà, lấy quả non luộc chấm ăn ngon luộc mà. chấm với thịt á. Hồi nhỏ mẹ có được ăn nhà bác Kiều mày không, cà dài đó các bạn ơi, trời ơi ưng chưa này, Ôi được quả nên ừ, nhiều này cũng vẫn ăn được, chưa già lắm. ăn được. Wow, đây này, rất là nhiều. Trời ơi, chưa về, tí nữa về, đang còn non này, thấy chưa? Đang là non này, ăn Đây được, cái này quả này ăn được ngon hết này. mà. Cũng hơi già rồi. Nhưng mà ăn được. Giờ thì bắt đầu leo đồi rồi. Đồi tương đối cao, trời thì bắt đầu nắng, vào giờ là 9 giờ rồi. Chắc chắn sẽ rất nóng đây. Để quên mang nước đi. Đây leo lên bên này. Bên này dốc chứ. Dẹp rồi. Đó, ta lên cái đường này vẫn được mà. Tự nhiên đi tắt bên thì dốc. Ôi, mệt bữa hơi tai rồi. Giờ mới nhìn thấy ngọn mét ở bên tây. Rồi, chỗ xa xa đây.
Như vậy là đến nơi rồi. Ôi, vừa mệt. Hơi rộng. Xuống thẳng bên đi luôn đường đấy. Thế thì còn bùi mất được không? Chặt xuống cho thấp đi. Cũng hiếm hay. Thì đó, có mùa rồi mà vẫn hiếm. Họ lấy hai nhiều quá đó. Coi cái mặt vã mồ hôi rồi. Nóng. Lâu lắm rồi không chèo đôi. 20 năm rồi. Đây, ào. Đây chồng ơi. Đây. Bơm to rồi. Đi vào rừng được nghe tiếng chim hót cũng vui các bạn ạ. Nhớ ngày xưa hồi nhỏ cứ hay đi rừng kiếm củi hái măng một mình, nghe tiếng chim kêu thì cũng đỡ sợ. Mình sẽ dốc luôn, cái về nhà hơi xa. Ui, khiếp, quên đốt rồi.
Được một bao tải rồi. Vẫn được một càng. Ôi, cuối cùng vợ chồng Á Phụ đã hái xong măng về đến bãi. Coi, kiểm tra kiểm hàng lại xem nào. Đây rồi, măng bao tải. Rau dại, rau rún Cà cút ảo. và cà nốt ảo. Xem mà trời đến mô rồi, đứng bóng rồi. Úi ôi chói chang. Rửa cái chi? Trời, trước về nhà rửa chứ măng có chi mà bẩn mà.